Gia đình ông Nguyễn Xuân Ngụ ở thôn Hương Phố, xã Kỳ Tiến là một trong những hộ dân đầu tiên của xã tham gia chương trình nâng cao chất lượng đàn bò bằng biện pháp thụ tinh nhân tạo mà huyện Kỳ Anh triển khai. Sau khi thụ tinh nhân tạo thành công, gia đình ông kết hợp cho bò nái ăn thức ăn tự nhiên như cỏ VA06 được trồng sẵn trong vườn và nguồn rơm rạ kết hợp với thức ăn hỗn hợp trong cả quá trình mang thai. Kết quả cho ra đời hai con bê lai dòng 3B. Do kết hợp được đặc tính tốt của con bố 3B nên bê lai F1 sinh ra khỏe mạnh, thích nghi tốt với điều kiện môi trường sống, vóc dáng to, hệ cơ và u vai phát triển. So với bê phối giống trực tiếp thì trọng lượng tăng từ 10 đến 15 kg. Bê sinh ra đối với phương pháp thụ tinh nhân tạo, trọng lượng bình quân là từ 25 đến 35 kg. Điều đáng nói, nuôi bò 3B giá bán cao hơn nên ông Ngụ rất phấn khởi. Khi thụ tinh mà sinh ra con bò 3B thì rất dễ nuôi. Đầu tư mà đúng con bê thì đầu tư rất nhẹ nhàng. Từ khi bắt đầu 3 tháng trở lên mà mới tập ăn về thì cho ăn đến cỡ khoảng tập ăn được cái rồi là bắt đầu là mình cho ăn dần đến cỡ khoảng 7-8 tháng như đó là 5-6 tháng là mình tách mà xong là mình bán. So với bán một con bò cỏ là nuôi một năm hơn một năm thì khi nào mình bán được 10 triệu bạc, nhưng mà đấy mới có 8-9 tháng bán được 16-17 triệu bạc thôi. Trước đây, chăn nuôi bò phần lớn là để cung cấp sức kéo cho sản xuất và nông dân chủ yếu nuôi giống bò địa phương có trọng lượng và tỷ lệ nạc thấp, giá trị kinh tế không cao. Nhưng những năm gần đây, khi cơ giới hóa đã được đẩy mạnh thay thế cho sức kéo, thì trâu bò được chuyển dần theo hướng chăn nuôi lấy thịt, nên việc cải tạo giống được người dân quan tâm thực hiện. Đối với gia đình anh Dương Văn Tuấn ở thôn Đông Trung, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, mặc dù không phải là hộ chăn nuôi lớn, nhưng năm nào anh cũng duy trì nuôi 1 đến 2 bò cái sinh sản để có thêm thu nhập. Qua sự tuyên truyền hướng dẫn của các cán bộ thú y xã về chương trình cải tạo giống bò chất lượng cao, anh đã mạnh dạn tham gia. Nhờ áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo, bò cái của gia đình đậu thai và cho ra đời bê con to hơn hẳn giống bò cỏ trước kia. Con giống lại dễ nuôi nên anh rất tâm đắc. Giữa cái bò mà ta phối tinh nhân tạo thì tốt hơn hẳn là ta bò bù thương. Bởi bao nhiêu con bò thương là thực tế là bao nhiêu cái tính mà ta đã lấy ra là toàn tính chuẩn hết. Họ được đào tạo, họ được nuôi con bò, họ theo dõi từ cái bệnh tật, họ lấy cái tính ra rất là chuẩn. Để đó họ phối lấy ra cái tính để họ phối giống cho con bò rất là khỏe mạnh và rất là máu to. Mình áp dụng theo cái chăn nuôi theo thú y đó, theo cái tiêm chích của thú y dặn mình là phòng ngừa bệnh nữa thì sổ sản sổ dún. Cùng chung niềm vui như anh Dương Văn Tuấn, chị Nguyễn Thị Thủy ở thôn Đông Sơn, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh có 3 con bò cái đang mang thai cũng nhờ biện pháp thụ tinh nhân tạo. Chị Thủy cho biết, qua chứng kiến một số hộ dân trên địa bàn xã áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo, cho ra những con bê đẹp, to lớn, được cán bộ thú y xã tư vấn thêm, nên chị đã mạnh dạn áp dụng phương pháp mới này. Khi bò cái có biểu hiện động dục, chị chủ động liên hệ với cán bộ thú y xã, đến theo dõi và cho phối đúng thời điểm nên rất hiệu quả. Dự kiến tháng 5 năm 2024, 3 bò cái đang mang thai sẽ sinh bê con. Đấy là mấy gia đình mấy hồ là cùng thụ tinh rồi là bay cho thì chứ cùng theo họ đó na, theo ý kiến của họ đó thì cùng nghe họ là mình cùng kéo người phổi để na là cùng phổi tính rồi thì đạt hiệu quả 2 con rồi à, đến tháng 5 đấy mới bắt đầu là sinh bé nè. Được biết, xã Kỳ Phong hiện có tổng đàn bò hơn 300 con, trong đó hơn một nửa là bò cái sinh sản. Từ khi được tuyên truyền áp dụng phương thức thụ tinh nhân tạo trên đàn bò và thực tế chứng kiến kết quả đạt được ở một số hộ dân trong và ngoài xã, đó là những bê con ra đời, tầm vóc to lớn, bán được giá cao nên nhiều hộ dân đã áp dụng biện pháp mới này và cho kết quả tích cực. Đến nay đã có 50 con bò cái đã được phối tinh bằng phương pháp nhân tạo thành công. Một số bò đã sinh bê con. Chính quyền địa phương đang tiếp tục ra soát tổng đàn, lựa chọn bò cái nền đủ tiêu chuẩn làm nái và tuyên truyền bà con áp dụng biện pháp thụ tinh nhân tạo để nâng cao chất lượng đàn bò, phát triển kinh tế tại địa phương. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng đang tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân để tập trung về cái thay đổi cái tư duy của mình và tập trung để đưa các cái
phương pháp thụ tinh nhân tạo mới để vào thụ tinh cho các cái đàn bò trên địa bàn để tăng cái hiệu quả năng suất. Là một trong những địa phương có lợi thế phát triển chăn nuôi và tổng đàn bò khá lớn, tuy nhiên bà con vẫn chủ yếu chăn nuôi theo cách truyền thống. Xác định để thay đổi tập quán của người dân không phải ngày một ngày hai. Vì vậy, thời gian qua, huyện Kỳ Anh đã tích cực phối hợp với các cấp ngành chuyên môn, chính quyền địa phương, triển khai tuyên truyền sâu rộng về phương pháp thụ tinh nhân tạo trên đàn bò, cũng như cách chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trừ dịch bệnh đối với đàn bê sinh ra. Qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn về mục tiêu, phương pháp, tổ chức triển khai thực hiện, cũng như những giá trị mang lại khi áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo trên bò cái sinh sản. Huyện cũng đã chủ động cử các dẫn tinh viên đi đào tạo để nâng cao tay nghề. Đến nay, toàn huyện có 5 dẫn tinh viên có trình độ chuyên môn và tay nghề vững vàng, được phân về các cụm xã để hỗ trợ phối giống cho đàn bò khi người dân có nhu cầu. Thụ tinh nhân tạo thì nó có cái năng suất chất lượng cao hơn, thu nhập của nông dân được, người chăn nuôi được nâng cao hơn. Nên là từ được qua đó thì nhân dân cũng đã có những cái chiều hướng là tiếp cận cái khoa học kỹ thuật này và được sự giúp đỡ của huyện rồi trung tâm thì đã thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã nhiệt tình phục vụ bà con. Bên cạnh thực hiện chương trình nâng cao chất lượng đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo từ chính sách hỗ trợ của Nghị quyết 51 ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh đã chủ động phối hợp với Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và một số đơn vị khác cung cấp thêm nguồn tinh để thực hiện hiệu quả chương trình cải tạo đàn bò. Theo đó, năm 2023, Cục Chăn nuôi đã hỗ trợ 500 liều tinh để triển khai thụ tinh nhân tạo trên đàn bò. Đây là điều kiện thuận lợi để huyện tiếp tục triển khai nhân rộng, có hiệu quả công tác cải tạo đàn bò trên địa bàn. Hiện nay, huyện Kỳ Anh có tổng đàn bò trên 10.000 con. Thời gian qua, Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và Bảo vệ Cây trồng Vật nuôi huyện đã phối hợp với chính quyền các địa phương, phân công cán bộ, rà soát tổng đàn bò đạt tiêu chuẩn, làm nái, phối giống nhân tạo để có số liệu chính xác, sát đúng với thực tế để phân bổ, cung cấp nguồn tinh kịp thời. Trong tổng số 899 con bò nái được rà soát, xác định đủ tiêu chuẩn làm nái nền của 460 hộ, đã phối giống được 431 con. Trong đó, bò có chửa 342 con, đã cho ra đời 156 con bê thuộc các dòng chất lượng cao như 3B, Brahman, Sinepol. Số còn lại đang trong quá trình theo dõi, tập trung chủ yếu ở các xã Kỳ Trung, Kỳ Phong, Kỳ Tiến, Kỳ Xuân và Kỳ Giang. Đàn bê sinh ra đẹp, tầm vóc to lớn, dễ nuôi và thích nghi với điều kiện thời tiết khí hậu nên bước đầu đã giúp người chăn nuôi dần thay đổi tư duy để áp dụng phương thức chăn nuôi mới. Để phát triển nghề chăn nuôi trên địa bàn, đặc biệt là chăn nuôi bò, thì huyện Kỳ Anh đã rất quan tâm đến công tác thụ tinh nhân tạo cho đàn bò nái. Cùng với thực hiện nghị quyết 51 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện thì cũng đã ban hành kế hoạch số 1027 ngày 13 tháng 6 năm 2023 về kế hoạch cải tạo giống bò trên địa bàn huyện. Theo đó thì ngoài chỉ đạo ngành chuyên môn ra soát đàn bò nái nền trên địa bàn huyện thì Ủy ban huyện cũng đã cử 4 đồng chí đi đào tạo dẫn tinh viên, thì đến nay các đồng chí đã có chứng chỉ và có tay nghề vững vàng, hoạt động rộng khắp trên địa bàn 20 xã của huyện. Cùng với sự hỗ trợ nguồn tinh từ Cục Chăn nuôi và Trung tâm Khuyến nông tỉnh thì thời gian vừa qua thì đã đạt được những kết quả nhất định, đặc biệt nhất đó là sự thay đổi về nhận thức của người dân về tập quán chăn nuôi. Bà con nhân dân đã chủ động là thụ tinh nhân tạo thay vì là thụ tinh truyền thống trước đây. Kết quả bước đầu đạt được từ áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo cho đàn bò ở huyện Kỳ Anh là cơ sở để huyện tiếp tục nhân rộng mô hình nhằm thay đổi tập quán và phương thức chăn nuôi của người dân, từng bước cải tạo và nâng cao chất lượng đàn bò, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển chăn nuôi bền vững.